Hello mọi người nha, lại là em ý đây. Hôm nay em ý sẽ làm một cái clip chia sẻ cho mọi người dòng cây thuần nha. Anh chị nào mà thích chơi cây thuần thì em mời mọi người bơi vào cái clip này của em. Đầu tiên em ý sẽ chia sẻ với mọi người một cái cây warm welcome mọi người. Cây này là một cái cây bông to và rất. Cây này phải gọi là rất là thơm luôn nha anh chị. Anh chị nào mà muốn thơm thì em nghĩ là mình nên chơi cây này nè. Cây này em chia sẻ với mọi người là 150 ngàn một cây hàng thuần trong chậu 16. Và nhà em ý đã trồng thuần trong chậu 16 bằng than nha mọi người. Đó, nếu như mà anh chị nào mình bận quá không có nhu cầu trồng lại thì mình nên xem cái clip này của em. Tại vì cái clip này của em là em chia sẻ toàn hàng thuần thôi. Giá là 150 ngàn, đây là mặt bông quăm welcome nha mọi người. Trời ơi, quá xuất sắc luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc mọi người. Mặt bông mọi người thấy ghiền ghê không? Đó, 150 ngàn một cây thuần như thế này. Anh chị, anh chị nào yêu thích thì mình alo cho em ý qua số điện thoại 0989 214 119 nha mọi người ơi. Tiếp theo em ý mời mọi người đi qua cây thứ hai. Hôm nay đặc biệt em ý tìm toàn những cây đẹp cho mọi người coi, sẵn tiện quay vườn cho mọi người coi luôn nè. Đó, rất là nhiều nha mọi người. Nói chung là khá là nhiều luôn á. Cái vườn này á, tầm hơn 10.000 cây á mọi người. Vườn này em ý chứa chắc tầm hơn 10.000 cây á. Cho nên mọi người mà cần cái mặt bông gì thì mọi người cứ inbox hỏi cho em ý nha. Tiếp theo em ý chia sẻ với mọi người một cái cây màu trắng này. Đây, cây màu trắng lưỡi tím. Đây là một cái dòng trắng lưỡi tím sữa xưa giờ á mọi người. Cây em bán thì nó tầm như thế này nha mọi người. Nó sẽ tầm như thế này, cực kỳ đẹp luôn. Cái này là cái cây đại cao hùng mọi người. Đại cao hùng là màu trắng lưỡi tím. Anh chị nào mà đã chơi cát thì biết dòng đại cao hùng là bông nó to cỡ nào nha mọi người. Nó cực kỳ to luôn. Cây này mà những anh chị trước trồng đẹp là bông 18-20 xăng luôn. Đây là mặt bông đại cao hùng nhà em nha. Rất là đẹp cho mọi người. Màu trắng lưỡi tím và bên trong nhị của nó sẽ là màu vàng. Cây em bán thì nó sẽ như thế này mọi người. Nói chung nó chỉ có một size thôi. Mọi người chỉ cần alo cho em sẽ bóc cây cho mọi người thôi nha. Nó chỉ có một size thôi mọi người, chứ nó không có hơn sức nhau gì tí xíu nào hết. Dòng đại cao hùng đặc biệt lá nó sẽ không xanh đen nha mọi người, lá nó sẽ vàng vàng như thế này. Cây này thì nó không xanh đen đâu, lá nó sẽ vàng vàng. 100 cây này em bán 150.000 một cây đại cao hùng, mặt bông đại cao hùng. Anh chị nào thích đại cao hùng thì mình alo em ý liền nha mọi người ơi, để mình chốt đại cao hùng về chơi nha. Đó, cây này mà bông rất là đẹp luôn á mọi người, 18-20 xăng. Tiếp theo em ý mời mọi người coi một cái cây này nè mọi người, cát hồng nha. Cát hồng này em ý có hàng trồng thuần cho mọi người chơi luôn. Đây, lâu lắm rồi em ý chưa lên cái cây cát hồng này chia sẻ cho mọi người. Thì cái cây cát hồng này em ý bán hàng thuần cho mọi người chơi. 150 ngàn một cây cát hồng như thế này, hàng thuần nha mọi người ơi. Cây em ý bán thì nó cũng tầm như thế này luôn. Dòng cát hồng này là bông to. Màu hồng này là một cái màu bánh bèo rất là cưng luôn mọi người. Đây là mặt bông cát hồng, giá là 150 ngàn. Cây này đặc biệt cánh á, và lưỡi bên trong họng nó sẽ chạy gân á mọi người. Cho nên anh chị nào mà yêu thích cái dòng cát hồng thì mình nên chốt về chơi nha. Hôm nay em có hàng thuần. Cây cát hồng này em có hàng thuần cho mọi người chơi, giá 150. Và bên đây em ý vẫn luôn duy trì cái chương trình là 3 cây em ý sẽ bao ship toàn quốc. Anh chị mình có điều kiện thì mình cứ mua 3 cây, bên em ý sẽ bao ship cho mọi người nha. Đây là cái cây cát hồng. Đó, ai yêu thích thì em mời mọi người lấy cái cây cát hồng đó về chơi nha. Mặt bông cát hồng đây. Tiếp theo em ý mời mọi người đi theo em ý nha. Mặt bông này là một bông cái cây cát hồng đó mọi người. Nó rất là đẹp và rất là đáng chơi luôn. Tiếp theo hôm nay em ý có một cái dòng bông chùm này nè mọi người, để chia sẻ cho mọi người. Nó là một cái cây sung thiên pháo mọi người. Chậu rất là bự. Cây này chậu cực kỳ bự luôn. Và em bán cái cây này là 150 ngàn một cây. Nó là dòng bông chùm. Cây này là một cái dòng bông chùm á anh chị mình ơi. Đây em lên mặt bông cho mọi người xem nha. Sung thiên pháo rất là đẹp. Cây này cực kỳ bền bông. Chậu em bán thì nó sẽ tầm như thế này mọi người. Mặt bông sung thiên pháo nha. Đây là cái cây sung thiên pháo nè. Trời ơi quá xuất sắc luôn mọi người. Cái này là cái màu nó em không biết rồi. Màu củ dền hả mọi người. Cái này là màu củ dền đúng không. Đó, cây em bán thì sẽ tầm như thế này mọi người. Trời ơi. Đó mọi người thêm. Thân lá của nó rất là ghiền luôn mọi người. Cái dòng sung thiên pháo này thân lá rất là khỏe. Cái này em nói thiệt mọi người treo lắc treo lơ ở ngoài nó cũng vẫn sống nữa. Và một chậu nó cũng sẽ như tầm như thế này. Mặt bông sung thiên pháo bông chùm. Anh chị nào thích sung thiên pháo thì mình chốt sung thiên pháo về chơi nha. Giá có 150 mà chậu chà bá luôn mọi người. Cái này 150 mà chậu chà bá luôn. Chậu em bán thì sẽ tầm như thế này nè. 150 ngàn một cây sung thiên pháo. Anh chị nào yêu thích mình alo liền cho em ý để nhận sung thiên pháo về chơi nha mọi người ơi. Tiếp theo em ý sẽ lên một cái cây màu này cho mọi người chơi. Trời ơi siêu phẩm mọi người ơi. Em lên cái cây này cho mọi người chơi nè.
Cây này thì rất là rẻ và cây này là một trong những cái dòng xưa mọi người. Kỳ Mỹ. Kỳ Mỹ em ý bán 150.000 một cây màu đỏ cho mọi người chơi. Đây. Hôm bữa hồi xưa nhà em ý có lưu một cái hình trong điện thoại rất là đẹp mà cái điện thoại đó bị hư cho nên không lấy lại được hình. Đây Kỳ Mỹ, cây này mắt rất là to. Cái Kỳ Mỹ này màu đỏ nhung, mắt rất là to luôn mọi người. Cây em bán thì thuần trong chậu 16 như thế này mà có 150.000 thôi mọi người. Và 150.000 mặc dù một giá rất là mềm nhưng mà 150.000 em vẫn bao ship cho mọi người nha. 150.000 một cây Kỳ Mỹ rất là đẹp. Đây là cái cây Kỳ Mỹ em chia sẻ cho mọi người nha. Trời ơi, đi rễ, đang đi rễ hết rồi mọi người. Cái đà này nó đi mới ngon lành nè. Cứ cái rễ đà này nó đi rất là ngon lành luôn anh chị. Giá là 150.000 một cây. Cái Kỳ Mỹ này nó đều dăng dăng luôn mọi người. Cái cây này là nó đều dăng dăng luôn á. 150.000 một cây. Mặt bông màu đỏ như thế này. Em lên màu đỏ cho mọi người xem. Đây, đây là cái cây Kỳ Mỹ nha. Ba cây em ý sẽ bao ship toàn quốc. Và cái dòng Kỳ Mỹ thân lá rất là đẹp. Sẵn đây cho mọi người xem. Tay đa màu trắng lưỡi tím nè. Cây đang bông nè. Cái này em thuần trong chậu 16 rồi mọi người, cũng mới đi rễ thôi chứ chưa có rễ, chưa có chắc cú lắm nha. Anh chị nào mà muốn chơi thì em báo trước với mọi người thôi chứ cây mới đi rễ thôi. Bông nè. Cái này là thơm banh mũi luôn mọi người. Cây hoa này rất là thơm. Cái này ai mà lấy cây hoa là về mở thùng ra là bạc ngàn luôn mọi người. Mở ra là hơn là nó sộc cái mùi thơm đó, nó rất là thơm. Rồi em ý mời mọi người theo em ý sẽ giới thiệu một cái số loại khác nữa cho mọi người chơi. Đó, ai chơi Kỳ Mỹ thì mình chốt về chơi nha mọi người ơi. Kỳ Mỹ đó em còn ít hàng lắm. Cái Kỳ Mỹ đó em còn rất là ít hàng luôn. Tiếp theo em ý sẽ giới thiệu với mọi người một cái cây này. Mời mọi người đi theo em ý nha. Bây giờ cây này. Đây. Nacono 1 nha mọi người ơi. Đây là cái cây Nacono 1. Cây này màu cam mắt đỏ rất là đẹp luôn mọi người. Cây này mà không chơi nữa thì chơi cái gì đây ta ơi. Nó rất là đẹp luôn. Ôi ôi. Cái màu nó quá xuất sắc luôn mọi người ơi. Đây, Nacono 1 nha mọi người. Trời ơi, quá xuất sắc luôn mọi người, rất là đẹp. Cây này thì em bán 150.000 một cây trong chậu 16 luôn mọi người. Cây em bán thì nó sẽ tầm như thế này. Nacono 1 nha mọi người. Cây em bán thì nó tầm như thế này nè. Đó, nó tầm như thế này. Size này là size trưởng thành, có khả năng cho hoa rồi. 150.000 một cây Nacono 1. Anh chị nào yêu thích Nacono 1 thì mình chốt Nacono 1 về chơi nha mọi người. Thì cái này em cũng chúc mừng những anh chị đã mua trước rồi mọi người. Tại vì cái thằng này bây giờ hiện tại cấm biên, không thể nào nhập được nữa. Còn một vài chậu ở đây thôi. Nếu như mà anh chị nào nhanh tay thì alo em ý để siêu tầm nha. Cho mọi người xem lại cái mặt bông Nacono 1. Quá xuất sắc luôn. Cây này phải nói là quá xuất sắc luôn. Cái lưỡi màu đỏ rất là đẹp nha mọi người. Còn cái phần cánh thì nó sẽ là màu cam. Còn đặc biệt cây này ở cái cánh nó cũng sẽ cỏ xét, sẽ có chạy gân đó mọi người. Rất là đẹp nha. Hôm nay em ý làm cái clip này tới đây nha mọi người ơi. Hẹn gặp lại mọi người vào một cái clip khác nha. Nếu như mà anh chị nào mình có nhu cầu siêu tầm lan cách laser thì mọi người alo nhanh cho em ý nha. Khả năng thì nhà em ý bán chắc còn tầm 3-4 ngày nữa thôi thì em ý sẽ ngưng rồi mọi người. Tại vì bên vận chuyển nó sẽ không có vận chuyển cái dịp gần Tết á. Mà nếu nó có vận chuyển cái dịp gần Tết nữa thì em ý cũng không có gửi nữa mọi người. Tại vì Tết nó thường hay bị chậm trễ, hàng hóa nó hay bị hư cây lắm cho nên em ý hạn chế, không có gửi ngay gần Tết, sát đích quá em ý không có gửi nha. Bye bye mọi người nha.